Được rồi, nhỏ nhỏ đi. Nhỏ, dạ, dạ nhỏ rồi. Nhỏ thì xe xí nữa cái. Dạ nào, con cảm ơn cô nghe. Dạ. Hai chị em mình không giống nhau mà. Gì mô à, cái gì mà nói chuyện với My thôi. Từ 1 giờ nắng quá bà đâu có chịu qua đâu. Đi thì chùm lông, cái sợi lông mà mặc ngược rồi là bên trong. Chị không nổi, bị đuối sức. Anh Trinh đang lên cái chỗ cây môn phàm mà đó. Được đó. Không, con bé Trinh kia. Chị với chị không nổi. Chặt đã dễ sợ. Một mô một nấy. Không chạy mát rồi. Ừ. Không chạy mát. Cô này quán đẹp mà chảy máu. Mấy chừng nữa thôi hả? Cho nhiều. Bữa rồi đó mẫn lao ghê hết à. Thank you.
kiến đứa kiến hay hiền đứa màu lan đó ta, kiến kiến đừng có làm màu trang của Phú chứ nha. Bye.